Đã có bao giờ các bạn băn khoăn lựa chọn giữa hai mẫu laptop cùng hãng, cùng tấm giá? Một bên thì có hiệu năng mạnh về CPU sử dụng đồ họa tích hợp, một bên có CPU yếu hơn nhưng lại được sử dụng thêm card đồ họa. Vì thế, trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra những nổi bật riêng biệt của từng sản phẩm để giúp các bạn dễ lựa chọn hơn. Và nhân vật chính trong video ngày hôm nay chính là hai phiên bản laptop MSI Modern 14. Trước khi đi vào sự khác biệt thì đầu tiên là mình sẽ nói về phần giống nhau. Cả hai mẫu laptop đều thuộc phân khúc Ultrabook hiệu năng của MSI. Về mặt thiết kế thì để đáp ứng độ mỏng chỉ 16,9mm nhưng vẫn phải giữ được sự tối ưu thì MSI đã trang bị cũng như là áp dụng thiết kế bản lề dạng nâng. Bản lề có chất lượng khá tốt, không bị hiện tượng cứng khi sử dụng và có thể mở ra được 180 độ. Với thiết kế này thì máy có thể làm vô cùng mỏng, thế nhưng mà vẫn giữ được góc hút gió lớn và góc kê tay để có thể sử dụng bàn phím tốt. Tuy nhiên vì làm mỏng thì nên khu vực gió thổi ra sẽ được đặt ngay phía dưới màn hình. Mùa đông thì mình thấy khá ổn vì tay được sưởi ấm, còn mùa hè thì lúc đó chúng ta sẽ tìm giải pháp sau. Nhìn về tổng thể thì thiết kế máy toàn bộ được phủ bằng hai chất liệu. Phần nắp máy được làm từ kim loại nhôm magie để đảm bảo được chắc chắn khi nâng máy lên, còn khung máy được làm từ nhựa cứng. Phần logo thì được cải tiến cách điệu lại theo phong cách mới, đơn giản và tinh tế hơn rất là nhiều. Khi sử dụng thì mình không cảm thấy được sự flex của sản phẩm, bằng chứng là khi mình gõ phím mạnh cũng không có hiện tượng bị lún xuống quá nhiều. Bàn phím trên dòng Modern 14 vẫn được thừa hưởng từ những thế hệ trước, phím được trang bị LED trắng đặc trưng, phím to nên là không có chuyện các bạn sẽ lo bị gõ nhầm một chút nào. Thông thường, sản phẩm laptop MSI Gaming thì touchpad sẽ dùng để sử dụng với nhu cầu cơ bản, còn đối với dòng Ultrabook thì touchpad đã có sự thay đổi. Kích thước không quá to nhưng bù lại cảm giác vuốt chạm đa điểm tốt không bị sai lệch. Phía trên thì sẽ là khu vực màn hình, độ mỏng thì sẽ được tập trung về cạnh viền ở hai bên, còn cạnh trên và cạnh dưới sẽ dày hơn một chút để có thể chứa được logo MSI cùng với webcam chất lượng HD. Điều quan trọng nhất thì vẫn là màn hình, kích thước 14 inch độ phân giải Full HD, chất lượng hiển thị tốt ở trong phân khúc khi đạt tới 99% giải màu sRGB, 94% giải màu Adobe RGB, 72% giải màu NTSC và độ sai lệch màu là delta E lớn hơn 2. Về mặt thông số lý thuyết màn hình thì đây sẽ là màn hình hoàn toàn phù hợp với mọi nhu cầu từ cơ bản tới nâng cao như là làm màu ảnh Photoshop. Thực tế khi mình xem thử qua các trailer về game và cho mọi người xem thì đều có nhận xét là màn hình này có màu sắc cho da rất ổn. Cổng kết nối trên sản phẩm cũng rất là đa dạng, sẽ bao gồm hai cổng USB Type-A, sắc audio combo, HDMI, USB Type-C hỗ trợ giao thức Thunderbolt, một khe thẻ SD. Để giúp các bạn an tâm khi sử dụng thì cục sạc được tặng kèm theo máy có công suất là 90W và cổng Thunderbolt 3 có thể truyền điện lên tới 100W, thế nên là nếu có quên sạc thì các bạn có thể mượn sạc của bạn bè để có thể cắm vào. Miễn là công suất trên 90W thì sẽ không lo là bị ảnh hưởng về mặt hiệu năng. Nhân tiện nói đến hiệu năng thì đây sẽ là sự khác biệt giữa hai mẫu laptop. Một mẫu laptop được trang bị CPU Intel Core i7-1165G7 4x8 luồng, 8GB RAM DDR4 bus 3200, đồ họa tích hợp Iris SE 512GB SSD. Và một bên thì được trang bị CPU Intel Core i5-1135G7 4x8 luồng, 8GB RAM DDR4 bus 3200, 512GB SSD, vẫn có đồ họa tích hợp Iris SE và kèm theo cả MX450. Đây sẽ chính là sự băn khoăn. Giữa một bên là CPU mạnh hơn, một bên là GPU mạnh hơn. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ test để cho các bạn thấy. Đầu tiên với Cinebench R20 thì hiệu năng của CPU i7 với thông số nhỉnh hơn, thế nên có hiệu năng cao hơn bản i5 khoảng 20%. Tiếp tục với Time Spy thì lúc này hiệu năng về GPU giữa Iris Xe với MX450 được thể hiện ra rõ ràng. Mặc dù Iris Xe mới được Intel phát triển thế nhưng vẫn chưa thể mạnh bằng MX450. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào điểm số thì tới đây sản phẩm các bạn cần mua đã khá rõ ràng. Nếu như các bạn cần có nhu cầu thêm về gaming thì sự lựa chọn sẽ là bản i5 cùng với MX450. Còn nhu cầu sử dụng là cơ bản hay làm các công việc thiên về đơn nhân như là Excel, Photoshop thì rõ ràng sẽ là phiên bản i7. Sự lựa chọn của các bạn sẽ là mẫu laptop nào thì hãy để lại ý kiến ở mục bình luận để cho bọn mình có thể biết. Và đường link của sản phẩm mình vẫn sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.